khoan, trước khi đầu video thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách vào link Discord nha mọi người. Mọi người bấm vào video ở gameplay chưa đi chân không chạm đất như thế này. Nếu các bạn chưa coi thì phải coi cho mình ấy nha. Sau các bạn bấm vào cái đường link Discord thì mình di chuyển Discord xong mình gửi cái đường link đằng sau đấy. Rồi các bạn bấm vào có chữ chấp nhận chữ gì thì các bạn cứ bấm chấp nhận lời mời cho mình. Rồi các bạn đăng nhập Gmail hoặc khẩu gì đó thì mình không biết. Rồi các bạn có thể vào nhắn tin cho mình rồi đó. Mình hay ala đó nè, các bạn cứ vào Discord nha rồi mình nhắn tin cho mọi người đó. Bây giờ thì vào video thôi nè. Ủa sao mình lại nằm ở đây thế nhỉ? À mình nhớ rồi, hồi hôm qua trên đường đi cứu con của mình thì mình xỉu. Ai tốt tính tốt nết cho mình ở đây nghỉ dưỡng. Thôi bây giờ mình phải đi cứu con gái của mình. Nếu như cứ chậm trễ như thế này thì con mình sẽ gặp nguy hiểm mất. Chứ cảnh sát đã bắt được hung thủ giết mẹ của mày rồi. Và nó bị xét án tử hình. Tại vì nó không phải chỉ giết mỗi mẹ của mày mà nó còn giết nhiều người nữa. Đáng nó mà. Dạ, con cảm ơn bà chủ trại nha. Xin lỗi cô nha, cô đang mắc hội chứng là đa nhân cách nên là tôi phải chữa trị cho cô để cô mau sớm khỏe lại, vì cái hội chứng này sẽ làm hại cho mọi người và các cô nữa, nên là phải đến bệnh viện chữa trị ngay bây giờ, không thôi là mọi chuyện sẽ không còn ổn nữa đâu. Ủa là anh sẽ dẫn cô đi đâu chứ? Tất nhiên là bà trại thân điên rồi. Cô vào trong đó, cứ nghỉ ngơi trong đó đi, kiềm chế bản thân lại. Rồi tôi sẽ cung cấp thức ăn cho cô. Cô không có bị chết đói đâu, đừng có lo. Chữa trị xong, cô có thể đi ra ngoài đường sống bình thường lại như cũ. Cái này thì tôi không có chắc chắn, tôi cũng không biết nữa. Thì theo sức của cô thôi, nếu như cô cố gắng thì cô kiềm chế được sớm thì cô về sớm thôi. Chứ tôi cũng đâu có biết đâu, tôi đâu có biết cơ địa của cô như thế nào. Cô nằm ở đây nghỉ dưỡng nha. Rồi chừng nào cô kiềm chế được bản thân mình lại thì tôi sẽ báo cho cấp trên cho cô đi về liền. Vâng, thưa bác sĩ. Thì thôi tạm biệt anh nhé. Tôi cũng đi ngủ đây, cũng trễ rồi. Vài năm trước cô ấy đã mất người mẹ của mình. Vậy nên cô ấy đã trở nên tâm lý không còn ổn định và mắc chứng đa nhân cách giống như hồi nãy bác sĩ đã nói. Vì cô ấy đau lòng quá nặng nên cô ấy cứ nhớ mãi đến mẹ và cứ mơ đến những giấc mộng, cứ làm những hành động rất điên rồ về mẹ. Là những
những thứ cô ấy tự làm một mình cả. Thật là điên rồ mà, đúng không? Không hiểu tại sao bà chủ của mình lại muốn bắt cóc con nhỏ này nhỉ? Nhưng nhìn nó cũng ngon đó.